Tại sao diện tích hình tròn SI bằng R nhân 3,14? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua video sau nhé. Trên màn hình là một chiếc hình tròn. Trước tiên, chúng ta sẽ chia hình tròn này thành các phần nhỏ bằng nhau. Ở đây ta có thể chia thành 16 phần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 và 16. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt 16 phần này rời nhau ra và ghép thành như hình dưới đây. Chúng ta thấy hình tròn ở trên đã được cắt thành 16 phần bằng nhau và ghép lại như hình bên dưới. Cái hình bên dưới này nó có hình dạng gần giống với hình chữ nhật. Nếu mà chúng ta chia càng nhỏ, chia các cái phần của hình tròn thành nhiều phần nhỏ bằng nhau, nếu cái phần đó càng nhỏ thì ghép xuống phía dưới đây, nó sẽ có hình dạng giống như hình chữ nhật, có chiều rộng chính bằng bán kính của hình tròn là R, còn chiều dài nó chính bằng nửa chu vi, hay nói cách khác nó chính bằng chu vi chia cho 2, C chia 2. Đấy chính là chiều dài. Vậy để tính diện tích của hình chữ nhật bên dưới, SI bằng R nhân C phần 2, mà C phần 2 thì chính bằng một nửa của chu vi hình tròn. Ta sẽ có bằng SI bằng R nhân với R nhân 2 nhân 3,14, rồi tất cả chia cho 2. Từ đây ta suy ra SI sẽ bằng, trên này 2 rút gọn cho 2, vậy SI sẽ bằng R nhân với R nhân với 3,14. Như vậy công thức tính diện tích của hình tròn SI sẽ bằng R nhân 3,14 đã được làm sáng tỏ. Các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ để lưu lại. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những video bài giảng tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.